Chào mừng quý anh chị đến với lại kênh YouTube của Cường Vino. Hiện tại ngày hôm nay Cường đang có mặt tại đại dự án Vino Ocean Park huyện Gia Lâm của chủ đầu tư Vingroup. Đây là một cái khu đô thị phức hợp rộng 420 ha, bao gồm quần thể nhà ở cao tầng và nhà ở thấp tầng cùng nhiều tiện ích vượt trội như biển hồ nước mặt rộng 6,1 ha, biển hồ nước ngọt 24 ha, trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec và đại học Vinuni. Tại thời điểm Cường làm clip này thì cũng là thời điểm mà Vinhome Ocean Park đang đi vào bàn giao khu phân khu thấp tầng, trong đó có phân khu sao biển, phân khu san hô, phân khu hải âu và phân khu ngọc trai. Hiện tại thì phân khu sao biển đã được bàn giao và nhiều chủ nhà đã nhận nhà để sửa chữa để ở, và phân khu một phần của phân khu hải âu thì chủ nhà cũng đã nhận nhà để về sửa chữa và cho thuê, đặc biệt là đối với lại những cái lô biệt thự đơn lập mặt hồ được phép kinh doanh. Và đến tháng 6 năm 2020 này thì đến ngày 30 tháng 6 ấy, thì là Vino Ocean Park sẽ bàn giao vào phân khu Ngọc Trai, và đến tháng 8 thì sẽ bàn giao một phần còn lại của phân khu Hải Âu, và đến tháng 10 thì sẽ là bàn giao nốt phân khu san hô. Thì ở thời điểm Cương làm clip này cũng là thời điểm chuyển giao, và có nhiều chủ nhà anh chị có nhu cầu đầu tư ấy, có nhu cầu bán lại và chuyển đổi, ví dụ như là từ những lô liền kề sang những cái lô biệt thự song lập, từ những cái lô song lập sang biệt thự đơn lập, từ những cái lô biệt thự đơn lập nhỏ sang những cái lô biệt thự đơn lập lớn và những cái vị trí nó tốt hơn. Vậy thì nếu như anh chị quan tâm mua, đầu tư hay là để ở những cái lô biệt thự liền kề, nhà phố shop house hay là biệt thự song lập và đơn lập thì vui lòng liên hệ với lại Cường thông qua số máy là 0967369696, thì Cường xin vui lòng để được tư vấn cho quý anh chị. Và ngoài ra nữa thì ở thời điểm này thì cũng có rất nhiều những cái lô shop house bắt đầu cho thuê ở trên trục đường 52m hay trục đường 30m hay trục đường 40m với cái mức giá cho thuê tùy theo điều kiện hoàn thiện thô hoặc là hoàn thiện cơ bản, có những cái mức giá khác nhau, và khởi điểm thì sẽ có mức giá là 10 đến 20 triệu, và trung bình thì sẽ là khoảng tầm 30 đến 40 triệu. Những vị trí đắc địa và tốt hơn thì sẽ là 60 triệu và thậm chí là 120 triệu, nhưng mà với những hoạt động kinh doanh tốt và phù hợp. Thế thì để được tư vấn kỹ hơn thì anh chị vui lòng liên hệ Cường thông qua số máy là 0967369696. Rất vui được chia sẻ và hợp tác lại với anh chị. Xin cảm ơn.